Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình là sẽ quay cái cây đinh lăng cho chú Bảy ở kế bên nhà. Chú nhờ mình quay đưa lên bán cây đinh lăng này. Cây đinh lăng vàng nha các bạn. Đinh lăng này mình hay trộn gỏi ăn á. Nè các bạn xem, cái đinh lăng loại nhỏ, lá nhỏ nè, còn loại đinh lăng vàng lá nó dài, cái gốc này khá là to rồi. Để mình quay gần cái gốc cho mấy bạn xem. Đây là cây rốc, cây đinh lăng rốc, xem đường kính hoành to thế nào. Đây, cái rốc khá là to rồi nha các bạn. Này, cái gốc của cây đinh lăng vàng. Gốc khá là to. Mình quay sơ lược cái cây đinh lăng vàng. Bạn nào có nhu cầu mua thì hãy comment bên dưới giúp mình, hoặc là liên hệ số điện thoại trên tiêu đề để sở hữu cái cây đinh lăng vàng gốc to này. Tại vì cái gốc này chú không có chưa có tỉa, không có tỉa cho nên nhìn thấy lùm xùm vậy, chứ mình mua về mà mình tỉa nhìn cái gốc lên, cái gốc thân cốt lên nhìn đẹp lắm. Quay một vòng cho các bạn xem. Rồi các bạn xem một vòng. Ai mua thì hãy comment bên dưới giúp mình nha. Giờ mình kết thúc video ngắn này ở đây. Chúc các bạn có buổi chiều thật là vui vẻ và có bữa cơm tối bên gia đình thật là ấm áp. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party.